Nhà văn Nguyễn Tuần có lần từng nói, thơ là mở ra một cái gì mà trước câu thơ, trước bài thơ ấy dường như vẫn còn bị phong kín. Vì vậy, mỗi một sáng tác thơ ca đều phải mở ra một điều gì đó mới mẻ về tư tưởng, về nội dung, về nghệ thuật trong tâm trí của người đọc. Nếu Lý Bạch đã từng nâng chén cùng với trăng sáng trên cao để thấm thía nỗi cô đơn của mình, nếu Nguyễn Du đã để vầng trăng là nhân chứng cho mối lương duyên của Thúy Kiều, Kim Trọng, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng coi trăng như một người bạn tri kỷ, thân thiết. Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Cũng viết về vầng trăng, hình tượng vốn bấy lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi ca. Nhưng bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy vẫn khơi gợi trong tâm hồn mỗi độc giả những cảm xúc mới mẻ, sâu sắc, và đặc biệt là nỗi ăn năn nhân bản, thức tỉnh tâm linh, làm đẹp con người trong đoạn thơ. Thình lình đèn điện tắt, phòng uyên linh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Nguyễn Duy là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông là nhà thơ tiêu biểu cho thời kỳ này. Những sáng tác của ông đi vào lòng người đọc bởi sự nhẹ nhàng mà gần gũi, bình dị mà mộc mạc, nhưng giàu sức khái quát và có những khám phá mới, đặc sắc. Bài thơ Ánh Trăng được rút ra từ tập thơ cùng tên, sáng tác năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến người đọc có cái nhìn nhận chân thực và sâu sắc hơn về cuộc sống, về quá khứ qua hình ảnh trung tâm là ánh trăng. Ánh trăng là hình ảnh xuyên suốt bài thơ, sâu chuỗi các dòng hoài niệm và suy nghĩ của một đời người về hiện tại và quá khứ. Có thể nói, Nguyễn Duy đã rất tinh tế để xây dựng thành công hình tượng vô tri vô giác, nhưng có sức mạnh đánh thức và lay động trái tim và tâm hồn của rất nhiều độc giả, và nỗi ăn năn nhân bản, thức tỉnh tâm linh, làm đẹp con người. Cả bài thơ gồm có 6 khổ, đoạn thơ trích là 3 khổ thơ cuối của bài, là tình huống gặp gỡ bất ngờ và những suy ngẫm của nhà thơ về vầng trăng. Theo bản năng sinh tồn, con người luôn không ngừng đổi mới và cải tiến để đem lại những giá trị vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn. Từ những con người gắn bó với thiên nhiên, người lính trở về với thành phố, đô thị, từ những khó nhọc và khổ đau ở quá khứ, người lính trở về với thực tại tiện nghi và hiện đại, quen với ánh điện cửa gương, quen với phòng ốc nhà cao, quen với nhịp sống nhộn nhịp nơi đô thị mà quên đi núi rừng, thiên nhiên. Cứ như thế, nhịp sống cứ ngày một nhanh dần, con người bị cuốn vào vòng xoay của cuộc sống cùng với các vấn đề vật chất mà quên đi cảnh vật, thiên nhiên, núi rừng và đặc biệt là trăng. Thứ đã từng là người, là tri âm tri kỷ của người lính. Rồi bỗng đến khi một tình huống bất ngờ xảy ra, cảm xúc của người lính khi bất ngờ gặp lại ánh trăng xưa. Thình lình đèn điện tắt, phòng uyên linh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Tác giả đã rất khéo léo khi sử dụng và kết hợp rất nhiều các biện pháp tu từ khác nhau để diễn tả cảm xúc của người lính, nhân vật trữ tình khi vô tình gặp lại vầng trăng một cách hết sức tình cờ. Đầu tiên, tác giả đã rất tinh tế khi đảo từ lấy, thình lình và đột ngột lên đầu câu để gợi tả sự bất ngờ, giật mình hoảng hốt, rằng đèn điện đột ngột tắt tạo nên cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa con người và vầng trăng. Lúc này, như một phản xạ tự nhiên của con người khi đi tìm nguồn sáng, tác giả vội bật tung cửa sổ một cách khẩn trương và vội vàng, được thể hiện qua các động từ như bật tung và tính từ vội. Khi trở về từ núi rừng, người lính quen với ánh sáng của đèn điện, quen với ánh sáng nhân tạo. Lúc này, ánh trăng như mờ nhạt dần trong cuộc sống của người lính. Không còn ánh trăng soi sáng hàng đêm, không còn người bạn tri kỷ trò chuyện. Nhưng liệu người lính có còn nhớ đến cái vầng trăng đã mờ nhạt ấy? Như một phản xạ tự nhiên, khi cả gian phòng tối om, ánh điện tắt, người lính năm xưa mới tìm đến ánh trăng vàng. Lúc này hiện lên trước mặt người lính là hình ảnh vầng trăng. Người lính đối diện với trăng như đối diện với quá khứ. Vầng trăng vẫn tròn, vẫn nghĩa tình thủy chung, vẹn nguyên như xưa. Mặc dù bị lãng quên, nhưng tình cảm của trăng với người lính vẫn nguyên vẹn.
chẳng vẫn ném ánh sáng dịu êm ấm áp đến cho con người. Qua đó, chúng ta cũng thấy được sự bất ngờ đến bàng hoàng, sững sờ của người lính khi gặp lại cái vầng trăng đã từ lâu trở thành kỷ niệm. Vầng trăng, một vật tưởng chừng như vô tri vô giác ấy, thế mà lại luôn sắp son thủy chung với con người như vậy. Thế nhưng, là một kẻ luôn tự hào rằng chúng ta, con người, là những kẻ chinh phục cả thế giới. Chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta có tri thức, có hiểu biết, có nghĩ suy, thì lại sống một cách bội bạc, thiếu chung thủy như vậy. Từ đó, nó gợi lên trong lòng người lính những suy ngẫm về con người và nỗi ăn năn nhân bản thức tỉnh tâm linh làm đẹp cho con người khi gặp lại vầng trăng. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng như là đồng là bể, như là sông là rừng. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Đứng trước cái hình ảnh vẹn nguyên sắt son ấy, chúng ta có thể hình dung ra được sự xúc động mãnh liệt của nhà thơ khi đối diện với vầng trăng. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Đầu tiên, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh với phép điệp qua từ mặt được lặp lại hai lần trong câu thơ để chỉ người lính và vầng trăng, từ đó tạo ra tâm thế đối diện đàm tâm giữa con người và vầng trăng, thể hiện sự lặng lẽ suy tư và ngẫm nghĩ của người lính khi đứng trước cái ấm áp vẹn nguyên và dịu mát của vầng trăng. Từ lái rừng rừng cùng với nhịp thơ nhanh, hối hả đã được tác giả vận dụng rất khéo léo và tinh tế để truyền tải, để diễn tả cảm xúc của người lính lúc này. Đó là nỗi xúc động không nói được thành lời, ngôn ngữ là nước mắt, là tình cảm dâng đến thổn thức, xót xa. Người lính thấy ăn năn hối lỗi, thức tỉnh tâm linh, tự mình nhận ra được những khiếm khuyết, lỗi lầm của bản thân. Lúc này, cảm xúc thì ùa ra, còn quá khứ thì ùa về, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Phép điệp ngữ cùng với liệt kê đồng, sông, bể, rừng đã vẽ lên trước người lính một bức tranh thân thuộc, một thước phim quay chậm về kỷ niệm đẹp của thiên nhiên, tâm hồn người lính gắn bó với sông bể, trăng là người bạn tri kỷ gần gũi. Đến đây, độc giả dường như thấy được bên trong nỗi xúc động ấy là sự day dứt, xót xa của người lính, rồi từ đó dẫn tới những suy ngẫm và triết lý sâu sắc của nhà thơ trong khổ thơ cuối cùng. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Hình ảnh vầng trăng tròn vành vạnh vừa là biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên vĩnh hằng. Từ bao đời nay, lúc nào trăng cũng sáng, tròn và đẹp. Đó còn là hình ảnh biểu tượng cho quá khứ đẹp đẽ, vẹn nguyên, không phai mờ, tình cảm bất biến theo thời gian. Hình ảnh nhân hóa, ánh trăng im phăng phắc, giúp ta thấy được rằng trăng chính là người bạn nghĩa tình, thủy chung, bao dung, độ lượng mà cũng nghiêm khắc nhắc nhở người lính và mỗi chúng ta. Con người có thể vô tình, có thể lãng quên, nhưng thiên nhiên vẫn luôn nghĩa tình, quá khứ thì luôn tròn đầy, bất diệt. Đứng trước trăng, người lính đã giật mình. Đó là sự thức tỉnh lương tri, sự ăn năn hối hận khi nhận ra lỗi lầm và thiếu sót của bản thân. Ánh trăng như một tấm gương để người lính soi mình tự nhận ra cái xấu của bản thân. Ánh trăng còn gửi gắm những điều tốt đẹp, phần thân ái thủy chung, từ đó thay đổi và hoàn thiện thêm vào tâm hồn nhân cách của bản thân. Chỉ qua ba khổ thơ ngắn mà Nguyễn Duy đã đem đến cho chúng ta một bài học thật quý giá. Thông qua thể thơ năm chữ bình dị, lời ít mà gợi nhiều và những sáng tạo độc đáo của tác giả khi chỉ viết hoa chữ cái trong mỗi khổ thơ đã để lại trong lòng người đọc rất nhiều những ấn tượng sâu sắc. Bên cạnh đó, cùng với nhịp thơ linh hoạt tự nhiên, giọng thơ kể chuyện nhỏ nhẹ tâm tình, hình ảnh thơ vừa thực vừa mang tính biểu tượng, triết lý cũng đem đến một lời nhắc nhở về thái độ sống, về tình cảm với những năm tháng quá khứ gian lao và tình nghĩa với nhân dân đất nước bình dị, hiền hậu, gợi nhắc đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
Dòng tâm tình của nhà thơ không chỉ dành riêng cho chính bản thân ông, nó còn có sức khái quát rất lớn với cả một thế hệ trải qua những năm tháng dài mất mát của chiến tranh, nơi đạn bom gian khổ. Câu chuyện của Vầng Trăng ta còn gặp lại nhiều lần trong những câu chuyện khác, cũng với nỗi xót xa chăn trở về cuộc sống đổi thay, như Ăn Mày Dĩ Vãng với Ba Sương và Hai Hùng của Chu Lai, như Việt Bắc với Mình và Ta của Tố Hữu. Tất cả như đồng lòng nhất trí chung sức dùng một hồi chuông lớn đến người đọc: đừng bao giờ quên quá khứ, đừng bao giờ sống bạc bẽo vô tình. Cuộc sống dẫu có đổi thay, lòng người dẫu có xa khác, nhưng đừng bao giờ quên đạo lý thủy chung, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đừng bao giờ đánh đổi tình nghĩa sâu nặng, lấy những phù phiếm hão huyền.